Là người Đà Lạt nhưng có thể bạn chưa biết điều này. Sự hình thành ấp ánh sáng, phố cổ ẩm thực Huế giữa lòng Đà Lạt. Với người Đà Lạt, ấp ánh sáng là một cái tên quen thuộc gần gũi suốt 70 năm qua. Với du khách, đây là một địa điểm ẩm thực không thể bỏ qua, với những tiệm mì Quảng, bún bò Huế ngon nhất Đà Lạt nằm hai bên con đường đá gồ ghề lồi lõm. Ấp ánh sáng một thời được xem là phố cổ giữa lòng Đà Lạt, dù chỉ thành lập cách đây 70 năm, nhưng bên trong đó đậm nét cổ xưa, tạo ấn tượng sâu đậm với du khách Đà Lạt. Trong những năm 1930, vì sự hà khắc của triều đình và tình trạng đất đai cằn cỗi, những đoàn người Thừa Thiên Huế đầu tiên đã tìm vào Đà Lạt để tìm kế sinh nhai. Vào năm 1930, nơi đây chỉ có từ 5 đến 6 gia đình người làng Kế Môn, Phước Yên vào sinh sống, với những căn chòi tranh vách lá đơn sơ. Ba anh em ông Cao Quang Kỳ, Cao Quang Chướng và Cao Xá là những bậc tiền bối đã có công khai sơn phá thạch vỡ hoang vùng đất này. Sau đó hàng chục hộ gia đình từ Thừa Thiên Huế thấy việc sinh sống ở đây có nhiều thuận lợi và dễ dàng nên mới kéo nhau về đây làm ăn ngày một đông đảo. Đến năm 1952, khi thành lập và đặt tên chính thức là ấp ánh sáng, lúc bấy giờ cũng chỉ mới có 36 nóc nhà của 36 gia đình được xây dựng trên một lô đất bằng phẳng quen sườn đồi với vách gỗ rộng 7,5m, dài 12m, chia thành hai dãy cách nhau một lối đi. Mỗi nhà cách nhau 4m, tạo thành một khu phố nhỏ xinh xắn. Đến năm 1953 thì dòng điện được chính thức đưa về cho bà con ấp ánh sáng sử dụng. Mấy năm sau đó, do những biến cố chính trị, nhiều người dân Thừa Thiên Huế kéo nhau vào Đà Lạt. Chung về ấp ánh sáng làm cho nơi này phát triển lên tới hàng trăm hộ. Năm 1955, năm 1956, một số hộ ở ấp ánh sáng bị giải tỏa để làm chợ mới, đã rủ nhau về Thái Phiên xin cấp đất làm vườn. Một số khác lên ở dọc khu Hòa Bình để buôn bán. Ngay sau khi ấp được xây dựng, thì đình ấp ánh sáng, nơi cư dân thờ thần Điền Bổn Thổ, Thành Hoàng cũng được thành lập. Người Thừa Thiên Huế thường làm nhà thờ họ, tế tự dỗ chạp theo chu kỳ nhằm thắt chặt mối tình tương thân tương ái giữa không chỉ những người đồng hương trên quê hương mới mà còn gắn bó với bà con dòng họ chốn quê nhà. Người Thừa Thiên Huế vào Đà Lạt mang theo cả phong tục và tập quán cưới hỏi ma chay đình đám hội hè, cách ăn mặc chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi lễ nghi cung đình của triều đình Huế vào thành phố cao nguyên này. Năm 2002, lần đầu tiên việc quy hoạch và giải tỏa ấp ánh sáng được đưa ra, nơi này dự định xây trung tâm thương mại cao ốc, suốt từ đó đến nay vẫn chưa thấy xây cất gì. Đoạn đất giải tỏa hiện đang trồng hoa phục vụ du khách đến chụp ảnh, tạo một mảng hoa giữa thành phố khá thú vị. Ngày nay, ấp ánh sáng Đà Lạt vẫn còn một số hộ dân kinh doanh buôn bán, các gian hàng ăn uống phục vụ người dân và du khách. Nhưng sau khi dự án triển khai, ấp ánh sáng sẽ là kỷ niệm của người dân Đà Lạt và của du khách khi đến thăm thành phố này. Những người con gốc Huế, những món ăn Huế và những bản sắc mang đậm chất Huế tại Đà Lạt sẽ mãi là những đặc trưng của thành phố hoa. Tôi là Vũ, thật cảm ơn vì đã yêu Đà Lạt.